Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh VNews. Những thông tin được cập nhật liên tục, những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên cả nước sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Ngay bây giờ, hãy cùng đến với những nội dung chi tiết. Quảng Ngãi phát hiện ổ dịch COVID-19 mới tại khu công nghiệp Quảng Phú. Quảng Bình xét nghiệm gần 18.000 người, phát hiện thêm 91 ca F0. Người dân lao xe qua hàng rào chốt, mặc nhân viên y tế ngăn cản, sẽ kiểm tra biển số xe để xử lý. Nghệ An xử phạt nhiều tài xế, sửa phiếu xét nghiệm để thông chốt. bốn phường xã của thành phố Thanh Hóa bị phê bình vì chống dịch chưa tốt. Mới đây, Sở Y tế Quảng Ngãi thông báo thêm ổ dịch mới tại khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi với 15 ca trong tổng số 31 ca mắc Covid-19 vừa ghi nhận. Cho đó 15 ca mắc Covid-19 ghi nhận sáng mùng 6 tháng 9 tại ổ dịch mới ở khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, có một ca là công nhân của công ty Tiến Thành đây là trường hợp công ty này xét nghiệm sàng lọc định kỳ phát hiện mắc COVID-19 nhưng vẫn chưa xóa nguồn lây. 14 ca mắc COVID-19 còn lại là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tenchai. Tất cả các ca này đều liên quan đến bệnh nhân 502187 sống tại xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19 ngày mùng 3 tháng 9. Ngày 27 tháng 8, bệnh nhân 502187 có đi làm thêm ngày cuối tại công ty Tenchai. Ngoài ra còn có 12 ca mắc COVID-19 liên quan ổ dịch tại xã Nghĩa An trong đó có 10 ca đã cách ly tập trung trước đó. Còn 2 ca ở xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi chưa được đưa đi cách ly tập trung. Liên quan ổ dịch xã Nghĩa An, đến nay có 40 ca mắc COVID-19. Công ty Hoyalands, chi nhánh Quảng Ngãi, tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 đã cách ly tập trung. Như vậy, công ty này đến nay có 131 công nhân nhiễm COVID-19 và có 33 ca liên quan. Ngoài ra còn có 1 ca trở về từ tỉnh Sóc Trăng, được cách ly tập trung. 1 ca ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, là F1 của bệnh nhân 302 598, người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly tập trung. Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, tính từ 26 tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 800 ca mắc COVID-19. Trong khi đó, thì tỉnh Quảng Bình trong 24 giờ vừa qua đã tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm đại trà cho gần 18.000 trường hợp, ghi nhận 91 kf 0 tại các khu phong tỏa và cách ly. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 24 giờ qua, sau quá trình triển khai xét nghiệm đại trà cho 17.901 người tại các khu cách ly, phong tỏa, ngành y tế đã ghi nhận thêm 91 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, tính từ 6 giờ ngày 5 tháng 9 đến 6 giờ sáng mùng 6 tháng 9, CDC Quảng Bình đã tiến hành xét nghiệm 17.901 mẫu, phát hiện 91 trường hợp mắc COVID-19. Cụ thể, tại các khu phong tỏa ở thành phố Đồng Hới đã phát hiện 9 F0, trong đó xã Bảo Ninh 6 ca, phường Nam Lý 3 ca, điểm nóng huyện Bố Trạch phát hiện thêm 38 ca COVID-19, xã Hải Phú 17, xã Nhân Trạch 9, Thanh Trạch 6 ca, Đồng Trạch 1 ca và Hưng Trạch 5 ca. Ngoài ra, CDC Quảng Bình cũng phát hiện thêm 43 ca F0 khác tại khu cách ly tập trung. Cụ thể, trường ca đẳng nghề 20 ca, khách sạn Phương Nam 12 ca, trường Chu Văn An 3 ca và ghi nhận một người nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2 khi đang cách ly tập trung tại huyện Minh Hóa. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm CDC Quảng Bình đã đưa 91 F0 vào các cơ sở điều trị COVID-19 của tỉnh bằng phương tiện chuyên dụng để tiến hành cách ly, điều trị. Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, tính đến nay, địa phương này đã ghi nhận 871 bệnh nhân COVID-19, có 97 bệnh nhân đã chữa khỏi, xuất viện, 774 ca đang điều trị, chưa có trường hợp tử vong. Liên quan đến việc nhiều người dân tụ tập họp chợ tại chợ Ga phường Nam Lý, chợ Cộn phường Bắc Nghĩa và chợ Đồng Hới thuộc thành phố Đồng Hới, vi phạm chỉ thị 16, ông Trần Phong, bí thư thành ủy Đồng Hới, đã chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố, các phường Bắc Nghĩa, Nam Lý, tập trung xử lý, kiểm điểm trách nhiệm. Bí thư Thành ủy Đồng Hới yêu cầu lãnh đạo các phường Nam Lý, Bắc Nghĩa và trưởng Ban quản lý chợ Đồng Hới báo cáo giải trình, kiểm điểm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng trên. Nếu sự việc này tiếp tục tái diễn thì Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới sẽ xử lý kỷ luật người đứng đầu địa phương và Ban quản lý chợ Đồng Hới vì đã buông lỏng quản lý công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Liên quan đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người dân gỡ rào chắn, lao xe qua chốt kiểm soát mặc nhân viên y tế ngăn cản ông Nguyễn Bình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa An, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận sự việc. Sự việc xảy ra trên đường Gò Xoài, đoạn gần đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A. Khoảng 11 giờ ngày 4 tháng 9, nhân viên y tế ở khách sạn gần chốt chứng kiến sự việc đã quay lại đoạn clip. Người này không phải là người làm nhiệm vụ tại chốt. Đây là chốt cứng được rào lại để buộc người dân khi có việc cần thiết ra ngoài thì đi đường khác để thuận tiện kiểm soát. Công an phường sau đó đã rào lại chốt. Hiện phó trưởng công an quận Bình Tân đã chỉ đạo cảnh sát giao thông, trật tự công an quận và công an phường Bình Hưng Hòa A kiểm tra lại biển số các xe, từ đó xử lý các trường hợp vi phạm ra đường không có lý do chính đáng theo nghị định 117. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người dân la xe máy qua hàng rào chốt, mặc nhân viên y tế ngăn cản. Anh chị kỳ quá, em đã cách ly rồi mà các anh chị làm gì vậy? Biết bao giờ mới hết dịch đây? Anh chị quay lại đi anh chị ơi. Thế nhưng những người này vẫn thản nhiên la xe qua. Lúc này một người đứng bên ngoài đã kéo rào lại. Người phụ nữ chạy xe máy định vượt chốt, bắt đầu trình bày lý do đi ra ngoài. Sau một hồi được nhắc nhở, giải thích, nhưng người phụ nữ này vẫn cố hỏi, ở đâu không có chốt anh chỉ em đi. Đoạn clip được đăng tải đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Cùng với đó, thời gian qua đã có nhiều trường hợp tài xế ở Nghệ An bị phát hiện lập biên bản xử phạt khi tự chỉnh sửa phiếu xét nghiệm hòng qua chốt kiểm soát. Công an thị xã Hoàng Mai Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai xử phạt trường hợp tài xế LDT sinh năm 1983 trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu với mức phạt là 7,5 triệu đồng. Theo đó vào khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 9 tại chốt kiểm soát Covid-19 trên tuyến quốc lộ 1A ra với tỉnh lộ 48E hướng đi xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, công an thị xã Hoàng Mai tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ liên quan để công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Qua đó lực lượng chức năng phát hiện tài xế LDT sửa thời gian trong giấy xét nghiệm Covid-19. Cụ thể Phiếu kết quả xét nghiệm do bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu cung cấp đã được anh T chỉnh sửa từ ngày 1 tháng 9 đã hết hạn thành ngày 4 tháng 9 để đi qua chốt. Làm việc với lực lượng chức năng, anh T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai xử phạt anh T với số tiền là 7,5 triệu đồng. Cũng trong ngày 5 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc ban hành hai quyết định xử phạt đối với hai tài xế là NDH và LAP với tổng số tiền 15 triệu đồng. Vì đã có hành vi không chấp hành biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Cụ thể vào khoảng 5 giờ 20 phút ngày mùng 5 tháng 9, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 9 của huyện Nghi Lộc, Tổ công tác công an huyện Nghi Lộc đã kiểm tra, phát hiện lái xe NDH sinh năm 1993, trú tại huyện Can Lộc Hà Tĩnh, sử dụng giấy xác nhận kết quả test nhanh COVID-19 bị sửa ngày mùng 1 tháng 9 thành ngày mùng 4 tháng 9. Khoảng 1 giờ sau, cũng tại chốt kiểm soát này Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện lái xe LAP, sinh năm 1987, trú tại huyện Tân Kỳ, cũng dùng giấy xác nhận kết quả test nhanh Covid-19 đã sửa lại ngày tháng. Cụ thể, lái xe P đã sửa ngày 29 tháng 8 thành ngày mùng 4 tháng 9. Trong thời gian qua, tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp tài xế sửa ngày tháng trong giấy xét nghiệm. Hòng có mặt lực lượng chức năng để thông chốt Sở Y tế Đà Nẵng cho biết kế hoạch tiêm vaccine tại địa phương sẽ diễn ra từ ngày 8 đến hết ngày 11 tháng 9. Hơn 92.000 người dân Đà Nẵng sẽ được tiêm mũi một vaccine AstraZeneca trong đợt này. Ngành Y tế Đà Nẵng cho biết đây là kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Đối tượng được tiêm vaccine là lực lượng tham gia phòng chống dịch tại các quận, huyện, phường, xã và ban điều hành phòng chống COVID-19 các cấp, người làm ở cơ quan ngoại giao, lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam, lực lượng hải quan, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp có số lượng người lao động nhiều và các doanh nghiệp có tính chất công việc tiếp xúc nhiều người. Bên cạnh đó, ngành y tế tiến hành tiêm vaccine cho những người cung cấp dịch vụ thiết yếu như vận tải, dược sĩ, ngân hàng, điện, nước, tiểu thương tại các chợ, nhân viên giao dịch tại các siêu thị, cửa hàng lớn, chủ cửa hàng tạp hóa, chủ tiệm ăn, quán ăn tại các quận huyện, hàng không, bưu chính, viễn thông, truyền hình, xăng dầu, gas, và dịch vụ thiết yếu khác. Ngành y tế thành phố cũng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nước thải, nhân viên cơ quan hành chính tiếp xúc nhiều người. Người dân từ 18 đến 65 tuổi tại các khu vực có mật độ dân số cao thuộc Ba Quận, Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, cho các khu dân cư có mật độ dân số cao, ưu tiên ngõ, hẻm, kiệt, cho các vùng xanh, cho các vùng đỏ, vùng vàng. Sở Y tế Đà Nẵng cũng tổ chức 66 đội tiêm tại 9 địa điểm gồm. Cung thể thao Tuyên Sơn 10 đội, Bệnh viện Ung Bướu 7 đội, Trung tâm hội trợ triển lãm 14 đội, Nhà văn hóa thể thao quận Ngũ Hành Sơn 6 đội, Khu công nghiệp quận Liên Triều 3 đội, Trung tâm văn hóa thể thao quận Thanh Khê 8 đội, Ký túc xá phía Tây 7 đội, Trung tâm văn hóa thể thao quận Sơn Trà 8 đội, Bệnh viện Đà Nẵng 3 đội và hai điểm trên xe tiêm chủng lưu động. Theo lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, đây là kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này. Cộng dồn, ngành y tế đã tiêm 245.638 liều vaccine, trong đó có 189.727 người tiêm mũi 1 và 55.921 người tiêm mũi 2. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Bộ Y tế đã có kế hoạch chuyển lượng lớn vaccine về thành phố, sau đó ngành y tế phải có kế hoạch cụ thể, chu toàn để nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân. Mục tiêu đặt ra là mỗi người phải được tiêm ít nhất một mũi. Theo ông Quảng, khi nhiều người được tiêm vaccine, lãnh đạo thành phố sẽ đánh giá lại tình hình để đưa ra biện pháp phù hợp nhằm mở lại các hoạt động trong thời gian tới. Song song với những địa bàn đang thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch thì vẫn có những khu vực vẫn còn khá lòng lèo trong việc thực hiện các chỉ thị của địa phương. Để xảy ra tình trạng tập trung đông người, không quản lý tốt trường hợp cách ly, bốn phường, xã của thành phố Thanh Hóa đã bị phê bình. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa cho biết, đã phê bình Ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của bốn xã, phường do không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Theo đó, thành phố Phê Bình, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Tào Xuyên, vì để xảy ra tình trạng tập trung đông người tại một cơ sở làm nem, xã Hoàng Quang và phường Long Anh bị phê bình vì không tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các nội dung phòng chống dịch Covid-19 theo khung giờ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Thọ cũng bị phê bình do so để trường hợp chưa hết thời gian cách ly đi đến địa điểm xét nghiệm nhanh Sars-CoV-2 và bị Công an phường Nam Ngạn lập biên bản. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, Trịnh Huy Triều thông báo thay đổi biện pháp thời gian kiểm soát người và phương tiện di chuyển trong nội thành từ ngày mùng 6 tháng 9 đến hết mùng 8 tháng 9. Cụ thể trong 4 khung giờ, buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 15, 11 giờ 15 đến 12 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 13 giờ 40, 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. Người dân qua các chốt kiểm soát sẽ không cần xuất trình giấy tờ. Quyết định nới lỏng này được đưa ra nhằm tránh ủn tắc giao thông, giảm tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chính quyền cũng đề nghị người dân đi làm sớm hơn và tan muộn hơn các khung giờ quy định để giảm mật độ giao thông. Thành phố Thanh Hóa đang áp dụng biện pháp giãn cách theo chỉ thị 16 một tuần, từ mùng 2 tháng 9 đến mùng 8 tháng 9 để kiểm soát dịch COVID-19. Ngoài cách này, tỉnh Thanh Hóa đang phải giãn cách phong tỏa ba huyện Nông Cống, Nga Sơn, Hậu Lộc. Các huyện Mường Lát, Như Thanh, Hoàng Hóa và thị xã Nghi Sơn cũng có một số xã, phường, thị trấn, khu dân cư áp dụng biện pháp tương tự. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 384 ca mắc COVID-19, trong đó có 166 người đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện. Từ 0 giờ ngày 6 tháng 9, Nghệ An quyết định nới lỏng giãn cách nhiều địa phương sau khi tình hình dần được kiểm soát, không còn ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng. Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nghệ An, ký quyết định về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với 21 huyện, thị, thành phố sau khi tình hình dịch tại địa phương dần được kiểm soát. Theo đó, Nghệ An tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành và thị xã Cửa Lò. Các huyện Đô Lương, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai sẽ chuyển từ chỉ thị 16 sang chỉ thị 15. 11 huyện thị xã còn lại đang áp dụng chỉ thị 15 sẽ chuyển sang thực hiện theo chỉ thị 19. Thành phố Vinh tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16, chỉ áp dụng chỉ thị 15 đối với xã Hưng Hòa. Thời gian thực hiện các quyết định từ 0 giờ ngày 6 tháng 9 đến khi có thông báo mới ngành chức năng cũng cho phép các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa tại thành phố Vinh sẽ được mở cửa bán cho người dân với đủ điều kiện phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu thành phố đã đưa ra. Từ ngày 13 tháng 6 đến mùng 5 tháng 9, Nghệ An ghi nhận 1.686 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên like và subscribe ủng hộ cho kênh của chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo